Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay anh quay cái video này để thông báo cho mọi người là bởi vì em vừa mới lập một cái Facebook, nó có tên là Vẽ Tranh luôn. Cái hình avatar đại diện cũng là cái hình avatar giống như cái channel mà mọi người đang xem luôn. Sở dĩ anh lập cái Facebook này là vì cách đây mấy hôm thì có một bạn comment vào trong cái video của anh là anh sao anh không làm nhiều bài nhận xét đi. Thì khi mà anh đọc cái comment này anh thấy nó cũng khá là hợp lý. Bởi vì xưa giờ toàn là anh vẽ và không có tương tác với mọi người nhiều. Và quan trọng là bây giờ anh vẽ nhiều rồi, anh muốn nhìn thấy cái bức tranh của các bạn như thế nào để mà có thể góp ý và nhận xét và chấm điểm cái bức tranh đó. Thì đó là lý do tại sao mà anh lập cái Facebook này. Thì cái link Facebook anh để ở bên dưới phần comment cũng như là phần mô tả video. Mọi người có thể kết bạn với Facebook đó, là sau khi mọi người vẽ tranh xong, mọi người có thể chụp hình lại và gửi qua cái Messenger, cái mục tin nhắn của cái Facebook đó. Khi mà mọi người gửi thì mọi người nhớ điền thông tin là mọi người tên là gì, học lớp mấy, trường nào này nọ, ở đâu để cho anh biết, và để lại, có thể để lại cái câu hỏi của mình là anh là hỏi về bức tranh nó như thế nào, nên vẽ như thế nào. Thì anh sẽ, khi mà được 5 bạn, 7 bạn hoặc là 10 bạn gì đó gửi tranh về cho anh, thì anh sẽ làm một cái video để nhận xét, để góp ý cho bạn đó và những bạn khác cùng xem thì có thể rút kinh nghiệm cho những bức tranh của mình. Cái link để bên dưới nha mọi người. Và giờ chúng ta xem vẽ tranh tiếp thôi.